anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình nha nha anh em. Rồi thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái bài Tristana Carry tướng hai vàng nha anh em, thì để xem thử nó còn mạnh, nó còn leo rank được hay không nha anh em. Thì máu mình thì còn khá cao anh em, mình ở round 2 chấm thì mình thua chỉ 2 trận thôi. Rồi thì mình sẽ bui Tristana đi theo pháo thủ với căng trường nha anh em. Rồi thì ở cái lõi đầu tiên của mình là mình chọn gói đồ của On, thì trong gói đồ của On nó không có gì ngon hết, thì mình đã lấy cái súng hải tặc anh em. Cái này thì được cái là nó có phần trăm kết liễu với ra được tiền nữa nha anh em. Thì cũng khá đen là từ round 2 chấm thì mình chỉ có bắt thêm được một con Tristana. Rồi thì cái lõi ở round 3 là lõi bạc. Thăng hoa hả? Ôi xuất cái này. Lõi bán thăng hoa đi nè. Thấy lõi thăng hoa khá ngon á. Rồi thì mình sẽ bắt đầu ron ở level 6 nha anh em. Bình thường thì tướng 1 vàng ron level 5, tướng 2 vàng ron ở level 6. Rồi thì mình sẽ làm cái bài đấu này thì anh em xem thử nó có ok không. Nếu mà ok thì anh em cứ áp dụng, cho tại mình thấy bài này leo rank vẫn được ok, vẫn ok đó anh em. Leo vào top 1 thì cái đó là tùy độ hình mình bui thế nào, chứ còn để mà bui chuẩn đồ chuẩn thì anh em vào lọt top vẫn ok, vẫn lọt được bình thường. Rồi nhà bên đây thì lại ông mặc tiếp anh em. Dạo này mình thấy cái đồ hình ông mặc chủ nha, bây giờ quýnh ngập miếng luôn. Thì cái đội hình ông mặc này được con Vega là nó mạnh nha anh em, dùng đem nhanh, nhưng mà buộc cái là anh em phải có một cái dàn tăng tốt, hoặc là anh em không gặp những cái con tướng mà nó móc đam được đằng sau. Con nào mà nó sóc đam nó luồn ra được sau nhanh đó là con Vega không kịp trả đam anh em. Rồi thì bắt đầu ron nha anh em. Rồi thì mình sẽ thay vào để mình lấy 4 căn rừng luôn. À, không thêm được con Tristana nào luôn ta. Game nhiều khi nó bùa thế nha. Rồi đội hình bên đây thì đang đánh kỳ quái liên hoàn. À, đang tính nuôi dồn cho con Cassidine à. Mình thấy cái lõi mà liên hoàn của Cassidine đó anh em, anh em nên đánh khi mà anh em có một cái lõi mà nó cái lõi gì liên quan của thằng liên hoàn anh em. Nếu mà anh em có cái lõi đó sớm anh em muốn liên hoàn được mạnh. Rồi thì ở rau đi chợ 3 chấm có Virus, Olaf và Kalista. Kalista mấy ông mà quýnh liên hoàn thích lắm. Rồi thì chắc mình sẽ lấy áo choàng nha anh em, để mình về mình ghép cái cuốc rồng trước. Nói chung bây giờ mình thì có đam rồi, bây giờ mình cần tăng thôi, mình cần đồ tăng. À, không có thêm con Tristana nào luôn anh em, giấy lỏ thế. Rồi thì bán này mình sẽ trước mắt mình sẽ cho con sen cầm tăng đồ tăng trước nha anh em. Nhà bên đây thì lượm được Olaf về chắc đánh đó, bảo hộ mà. Nói chung Tristana một sao mà vẫn bắn ok nha anh em. Rồi thì được rồi, phát được hai con luôn. Rồi thêm con nữa. Nhiều khi rong tướng còn cười lắm anh em, nhiều khi rong hoài nó không ra,
cái tự nhiên nó trúng luôn mà nó là ra liên tục luôn, mà chẳng là ra ra từ sớm chứ nhiều khi mà mình ron lên tới ra 5 chấm mình ron chưa xong là thấy có niềm rồi anh em, mà thấy bán này là out top rồi. Con Shinra với con Kasabian cũng khá mạnh nha anh em. Anh em có thể chia hai nhỏ ra, anh em tách riêng anh em đánh bằng được, bằng leo rank ok. À, rít luôn mà. Virus. Dạ thì mình bây giờ mình bắt con Virus về mình thay vào con đó, thay vào đi anh em, dạ hợp lý hơn. Thì bán này con Virus sẽ là con phụ đam nha anh em. Rồi được thêm mớ tiền, roll trở lại. Rồi, có Tristana luôn. Thiếu ba con nữa. Đập lại luôn nha anh em. Rồi ra thêm bút rồng nữa chi trời. Ra cái giáp lưới cũng được đi, ghép cái thú đường thạch giáp. Nhiều khi tìm tìm hoài không ra, mà nhiều khi không tìm nó ra một đống anh em. Biết để làm gì giờ. Thì mình rong Tristana thì nhân tiện mình sẽ rong luôn cả con Lilia luôn nha anh em. Cho tại nó một vàng thì cũng không bao nhiêu, nếu mà lên được thì mình lên luôn. Bắn mà mỗi lần bắn mà thấy tiền nó nhảy lên thấy phê. Còn ví dụ như cái đồ chuẩn của con Tristana này thì cuồng đao vô cực với cung xanh nha anh em. Hầu như con tướng đa vật lý nào nó cũng vậy anh em ạ. Đây có ăn hỏa luôn. Lò rèn bất định, đủ phép. Những người bạn nhỏ dìu dắt. Công kích đây. Cho tại ván này mình kích hơi nhiều vậy anh em. Còn lấy dìu dắt nha anh em. Đó. Dự dắt thì con Tristana đang đứng bên cạnh con Virus nó sẽ ngon hơn. Đó giờ nó tới không giờ điên nó ra lại nè. Rồi gặp lại cái nhà liên hoàn bên kia. Tiền rơi anh em ơi, quá sướng. Ván này mà ron lên nhanh là tiền này anh em mình lên cấp lẻ lắm. Mình thấy nếu mà anh em vô mà anh em có cái đại bác hải tặc á thì anh em nên hướng đánh cái bài reroll này cũng ok. Rồi ok, lên Tristana 3 luôn nha nha anh em. Vòng 4.3. Rồi thì bây giờ cắm đầu cắm cổ lên cấp anh em ơi. Nói trong đồ thì mình vẫn chưa tận dụng được cái gì. Bởi vì còn hai cái giáp á, à, còn hai cái áo choàng á thì xíu mình có thể ghép được một cái thú tượng thành giáp với một cái giáp nhật nguyệt để giảm giáp bên kia cũng được anh em nếu mà ra đồ đẹp. Còn thì dư cái găng thì khả năng kiếm nếu được kiếm thêm cái găng nữa cho Varus cầm bóc đồ được anh em. Rồi mình có chuỗi tháng 8 này nha nè. Rồi nha anh em. Rồi ra đi chợ này thì có con Torrent với con Small Order. Mà chắc Small Order lầm không được rồi. Dạ thì cái này mình sẽ đi lầm giáp lưới. Rồi giáp lưới mất luôn. Chắc đi lầm cái găng đấu tập của anh em. Lầm về làm cái bóc đồ cho con Varus thôi chứ giờ lầm gì đâu. Dã man thiệt chứ. Thì thật chắc nếu mà ván này đồ nhiều anh em làm đồ chuẩn cho con Varus nữa thì cũng ok nha anh em. Nếu mà Varus nó cầm đồ chuẩn thì nó carry nó phụ đam sẽ tốt hơn là cầm cái bóc đồ. Bóc đồ cũng hên xui may rủi lắm anh em.
ra đồ đẹp thì được chứ còn mà Varus cầm hai món đồ tăng nằm dưới không biết làm gì nữa. Rồi nhà bên đây thì đang đánh Poppy, cầm loại Poppy luôn. Poppy hình như cái loại bên đây là đánh loại ma thuật bằng này, đúng rồi, ma thuật. Rồi bấm quá trớn luôn, lỗ vàng luôn, hay quá trời. Rồi nhà đây thì đang có nuôi Vega anh em ơi. Đây đánh pháp sư, Vega pháp sư à. Căng nhỉ. Mà mình chưa có đồ tăng. Chị đau quá. Nên xui ăn được không? Ăn được anh em. Ok hê. Tưởng đâu tập chuỗi rồi chứ. Rao đánh quái này mà nó không ra đồ tăng cho mình nữa là hơi bị căng luôn anh em. Rồi ra cung, cung xanh, ra cung gỗ. Cái gì vậy ta? Rồi bỏ vào lấy 6 căn rừng luôn nha anh em. Rồi mình sẽ ghép bóc đồ cho con này luôn. Giặt lưới. Ghép đồ cá thú tượng thạch giáp. Tristana đủ rồi cho Tristana trí. Cho con Lilia phải ngon hơn không. Rồi thì nhà bên kia có Olaf 2 luôn rồi anh em ơi. Olaf 2 có Morgana luôn. Bảo hộ ghê vậy. Á, à, máu ghê quá này mời. Ô vẫn ăn. Vào, nó nhảy vào bị con Tristana ulti phát chết luôn anh em. Cái này là nhờ cái sống hải tặc đó. Giờ con này ráp vô khó thật sự. Mình sẽ tới tiền ấp 9 luôn nha anh em. Nhiều khi mình chơi mình thấy mấy nhà kia giàu nó ấp nhanh thế không biết. Rồi gặp lại nhà Kassadin. Nhà đây thì có Kassadin 3 với Akali 3. Mình đánh giá con Kassadin thì nó khá mạnh anh em, chứ nó cũng không yếu lắm. Nhưng mà ví dụ như Kassadin mà anh em đánh Kassadin mà gặp mấy đội hình mà nó có CC nhiều á là Kassadin không vào đam được anh em. Rồi vừa lại bắn bay ra luôn. Rồi thua luôn. Hay quá trời. Rồi chiều tháng 12 nè. Chiều tháng 12 nha anh em. Một rương. Thôi bây giờ bắt đầu là phải tận dụng bùa rồi anh em ạ. À. Bây giờ mình lên 9 thì mình kẹp. Nói chung cái bài này lên 10 thì mình mới đánh 4 pháo thủ được anh em ạ. À. Rồi nhà bên kia thì bóp V3, kẹp Sovia 3 luôn rồi. Hình như đang ráng ron con Nuno 3 luôn sao. Mà mình thấy con Bobby nó cũng mỏng quá anh em ạ. À. Thành chắc loại Bobby nó được khúc đầu với về sau nó vẫn yếu nha anh em.
Hồi đợt mình có đánh á, mình có lấy cái loại đó mình đánh đi với can trường, mình thấy cũng yếu. Rồi thì có Bright và Cao Mỹ Lệ. Này ra mình sẽ lấy đồ tăng nha anh em. Mình sẽ lấy cái giáp. Rồi, cứ đè con tướng nhiều tiền mà lấy anh em ơi. Rồi, có con can trường này thì mình sẽ thay vào đây. Đó. Giống như con virus đi phụ đam mà cầm hai cái giáp này thì phụ gì nè, sao phụ chịu luôn á, nhiều khi hài chết đi được. Rồi nhà bên đây thì có Vega 3 luôn rồi. Ô, đưa cống mo lên trên luôn kìa, vậy có lý tưởng nha. Sao giờ nó trâu thế ta, nó mua bùi gì mà trâu vậy ta, bắn nha. Rồi thua luôn, hay quá trời. Rồi mất chuỗi thắng này nha anh em, hay quá, hay luôn. Chắc cái này lên level 10 luôn nha anh em, lên level 10 bỏ pháo thủ vô luôn, chơi bậy cho nó máu. Bởi vì ván này mình để con Tristana nó thể hiện nên mình sẽ không có run nhiều anh em à. À, nhà bên này có ra canh luôn ghê vậy, ra canh ba rồi, hơi 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 lỏ rồi anh em ơi. Chạy thôi chứ con Tristana bắn mấy con tướng bốn bốn vàng ba sao là bắn biết khi nào chết. Khỏe thế nhỉ. Rồi bắt đầu ăn đấm rồi anh em ơi. Rồi nhìn cái cảnh là thấy không có một nổi rồi đó anh em. Nhưng mà anh em thấy cái bài này đó, ví dụ như mình đánh thì mình vẫn lọt top vô tư nha anh em. Còn top 1 hay không thì tùy vào hoàn cảnh nữa anh em ạ. Rồi nhà này như đang đánh thông đạo, có con Syndra 3 rồi. À nó còn ấy mà nữa anh em, càng thế càng thế mạnh thế nhờ. Rồi cầm lại cái nhà Rakan kia, hình như giờ cái nhà Rakan kia đang đánh với cái nhà thông đạo này mà. À, nhìn thấy mang tướng 4 vàng 3 sao thấy bất lực quá. Rồi thì đây up cấp luôn nha anh em.
chắc ốp cắp ron luôn anh em ơi. Rồi thì đây sẽ là cái form chuẩn của mình nha anh em. Rồi đây chất ca nữa, gặp sub 3 nữa anh em. Rồi thì sao mình vẫn làm anh em. Thì nếu mà mình lên cái đội hình mình lên như thế này với con Smolder 2 nữa, thì anh em dự đoán nếu mà như mình không gặp những nhà kia mà chơi tướng 4 vàng 3 sao thì liệu có top 1 nữa không? Anh em để lại cái phần bình luận nha anh em. Theo mình nghĩ thì vẫn có khả năng nha anh em, vẫn có khả năng nổi đấy. Rồi thôi vô làm nền đi cống hiến cho người ta. Rồi thì cái bài này mà anh em spam leo rank cho mấy anh em mới chơi spam leo rank vẫn ok nha anh em, vẫn vào top được. Thì nhà đây thắng luôn cái nhà ra canh bao luôn rồi anh em. Thôi thì ráng cho thêm trận lừa để cho đội bạn dùng con Nasus cho nóng tay chứ mới lên mà chưa được dùng, buồn anh em nhỉ. Đó nếu mà đội hình này mình lên con small 2 nữa là mình khả năng ở top 1 nổi anh em. Rồi mình sẽ chuyển qua cho Dana cầm đồ nha. Đấy. Rồi thì khả năng là trận đấu dừng lại ở đây rồi nè. Thì vào chim ngưỡng con Nasus 4 sao thôi. Chứ mình là mình đánh không lại rồi. Thì nếu mà anh em có thắc mắc hay là có vấn đề gì thì cứ để dưới phần bình luận cho mình nha anh em. Rồi thì mình cũng xin hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, anh em.